Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn ở video ngày hôm nay. Thưa với quý vị và các bạn, ở video ngày hôm nay tôi xin trân trọng gửi đến quý vị và các bạn một mẫu xe hatchback số sàn quý vị và nhé. Đó chính là chiếc xe Hyundai Grand i10 phiên bản 1.2 hatchback số sàn, sản xuất năm 2022, đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội, và chiếc xe này đăng ký biển trắng các bạn nhé. Đây, biển trắng, không phải là biển vàng dịch vụ bạn nhé. Chiếc xe này là xe gia đình, không chạy dịch vụ các bạn ạ. Lăn bánh hơn 3 vạn km thôi, và chiếc xe này là còn bảo hành tại hãng luôn quý vị ạ nhé. Rất là mới, tất cả là còn nguyên zin luôn ạ. Bên trong nhiều chỗ còn chưa bóc ni lông cơ. Dàn lốp theo xe còn mới tinh luôn bạn ạ. Lốp siêu cua cũng mới tinh chưa hạ các bạn nhé. Và chiếc xe này ngoài cái việc còn bảo hành tại hãng ra thì chúng tôi cam kết với quý vị các bạn là không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ nguyên bản, tất cả còn nguyên bản ạ. Đến sơn zin của xe còn nguyên bản các bạn nhé. Bên ngoài là sơn zin còn nguyên bản này. Và chiếc xe này chúng tôi đang bán với giá là 315 triệu đồng thưa quý vị các bạn. Chúng tôi vẫn hỗ trợ trả góp cho quý vị các bạn. Vì vậy mà quý vị và các bạn chỉ việc thanh toán trước 30% giá trị của xe thôi. Số tiền còn lại là 70% thì quý vị các bạn có thể thanh toán trong vòng 5 năm với lãi suất rất là ưu đãi, thủ tục thì nhanh chóng và rất đơn giản các bạn nhé. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Hyundai Grand i10 phiên bản hatchback số sàn này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem này ạ. Là 0905 608 883 để chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi số 320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 của chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang lên trên kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều, và không để cho quý vị và các bạn phải chờ đợi lâu nữa. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi đi tìm hiểu về chiếc xe Hyundai Grand i10 2022 này các bạn nhé. Mời quý vị và các bạn. Và ngay sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi đi một vòng quanh xe để xem về cái phần nước sơn, phần thân vỏ bên ngoài của chiếc xe các bạn nhé. Chiếc xe này là còn sơn zin cả xe luôn quý vị các bạn ạ. Màu bạc rất là đẹp rồi quý vị các bạn nhé. Nhìn về cái phần bên ngoài các bạn thấy đây ạ, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả các bạn nhé. Nhìn ở trên bốn cánh cửa đây các bạn xem này, bốn cánh cửa vẫn còn bốn cái miếng xốp. Đây, bốn cái miếng xốp mà dán chống va từ nhà máy các bạn nhé. Đấy, những cái miếng xốp này tức là khi người ta sản xuất ở trong nhà máy ra là người ta sẽ dán chống va đập để vận chuyển đấy ạ. Chống va đập khi vận chuyển đây, gần như là các bác nào mua xe xong cái là cũng sẽ bóc ra luôn. Đấy, nhưng chiếc xe này thì chủ xe còn chưa bóc ra này. Vẫn còn nguyên cả bốn miếng nhá. Đấy, tức là sơn zin còn nguyên rồi, chưa sơn. Nếu như sơn hoặc đánh bóng là người ta sẽ phải bóc cái đây đi để người ta làm. Và cái này là còn nguyên zin luôn bạn nhé. Cho nên là quý bạn có thể yên tâm luôn. Bên ngoài còn nguyên zin như thế này, chắc chắn là bên trong cũng còn nguyên zin rồi các bạn nhé. Đấy, rất là đẹp luôn, chưa có một cái vết đâm va nào cả các bạn ạ. Xước sát thì có thỉnh thoảng có một vài chỗ nhỏ thôi. Đấy, không đáng kể các bạn nhé. Xước sát rất là nhỏ thì không đáng kể đâu. Dàn lốp theo xe còn nguyên bản này và còn rất dày vì mới lăn bánh có hơn 3 vạn thôi. Sản xuất năm 2022 thì lốp là sản xuất cuối năm 2021 bạn nhé. Đấy, cuối năm 2021 luôn. Cả một cái dàn lốp út kia của xe là còn nguyên bản này và rất dày đây các bạn này. Đấy, tất cả 4 quả lốp đều 2021. Date lốp là 2021 bạn nhé. Đây, date lốp 2021 này. Cả 4 quả đều 21 luôn bạn nhá. Cả 5 quả luôn, quả sơ cua còn mới tinh chưa hạ cơ. Đây, rất là dày này. Đấy, đến lốp này.
toàn tuần thứ 47 năm 2021. Chiếc xe này là lốp sản xuất 21, xe sản xuất năm 22 và đăng ký là tháng 7 năm 22 luôn bạn này. Đây, lốp rất dày này. Đều 21 này. Tuần thứ 47 năm 21 luôn bạn nhé. Đấy, cả dàn lốp theo xe còn nguyên bản và rất là dày các bạn này. Nhìn về cái phần đầu, phần ba đợt sốc trước bạn thấy đấy ạ, toàn bộ từ những cái cụm đèn pha, logo các thứ là đều như mới rồi này. Đấy, cụm đèn cũng rất là